Kênh An Phú xin kính chào các bạn nha các bạn. Thì trong hôm nay theo như dự định bên mình thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái quy trình nuôi lươn thương phẩm bên mình ha. Thì trong cái clip là cái hình ảnh bên mình trộn thức ăn cho lươn xì xay 2.000 tới xay 500 ăn hàng ngày. Thì đưa hình ảnh vô đây để mà các bạn đỡ buồn chán này, chứ cái mình nói thì không liên quan tới cái clip ha. Thì những cái gì mình đưa vô đây, những cái hình ảnh mình quay là những cái thứ mà mình chọn hàng ngày để cho lươn ăn các bạn. Rồi quay lại chủ đề chính nha các bạn. Thì hiện tại nuôi lươn thương phẩm á, thì nó có ba cái ngừa chính mà để mình làm hàng ngày. Lươn thương phẩm cái điều kiện đầu tiên là các bạn bắt con giống phải tốt rồi, không nói là con giống. Còn vấn đề mà người hàng ngày dinh dưỡng á, dinh dưỡng để bổ sung hàng ngày định kỳ, thì bên mình dinh dưỡng định kỳ bổ sung hàng ngày là 4 ngày trong một tuần, thì mình sẽ bổ sung một lần nha. 4 ngày là bổ sung liên tục 4 ngày rồi ngưng 3 ngày. Thì có nó có mấy thứ là nó gồm có men vi sinh, rồi men tiêu hóa, rồi hỗ trợ gan. Men vi sinh với men tiêu hóa khác nhau các bạn. Men vi sinh là đưa con vi sinh có lợi vào cơ thể con lươn, để cho con lươn, giúp con lươn nó đường ruột con lươn nó tiêu hóa tốt. Còn men tiêu hóa là cung cấp các vitamin ha, để cho lươn nó tiêu hóa mạnh hơn. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng cần phải bổ trợ thuốc hỗ trợ gan, giải độc gan á. Thì thường là những hộ nuôi thường quên cái loại này ha. Cái loại này rất cần thiết ha. Tại vì lươn cái gan nó rất là quan trọng. Nếu mà cái gan nó yếu dễ sinh bệnh mà. Gan yếu thì gây ra mật nó yếu. Mật yếu thì tiêu hóa nó không tốt. Thì khả năng lươn sẽ bị chướng bụng rồi bị sình bụng, nổ bụng ha. Thì nó cũng từ gan mà ra nhiều. Thì đó là cái người đầu tiên để về vấn đề dinh dưỡng các bạn. Còn trong cái lúc các bạn chọn ngoài ba thứ này thì các bạn có thể chọn thêm dịch trùng hay gì đó để bắt mồi mạnh hơn, thì tùy các bạn, cái đó thì không cần thiết ha. Các bạn muốn thì chọn muốn thôi, còn ba thứ mình đã nói là nó quan trọng ha. Rồi cái điều thứ hai là các bạn phải sát khuẩn định kỳ đó. Cái này cực kỳ quan trọng các bạn. Các bạn thường sử dụng là chỉ có một loại sát khuẩn thôi, thường xài iodine nhiều. Nhưng cái này thì nó không tốt ha. Iodine nó tốt đó, nhưng mà nếu xài một loại thì giống như khuẩn ở trong hồ nuôi bạn nó dễ bị kháng lại ha. Các bạn phải xài hai loại sản phẩm sát khuẩn để ngừa định kỳ ha. Thì đối với lươn con á, thì nó khoảng tối đa là khoảng tuần các bạn phải ngừa một lần. Thì thường thì những trại nuôi ta sẽ làm là 3 ngày ngừa một lần, nhưng mà đối với lươn thương phẩm á, thì nó phải từ 10 ngày ha, tuần tới 10 ngày mới ngừa các bạn. Nó chậm hơn, nó xa hơn. Thì cứ đối với ngừa thì các bạn cứ ngừa định kỳ 10 ngày hoặc 1 tuần thì cũng được, làm một lần. Thì cái này nó đi suốt quá trình nuôi luôn ha, lươn thương phẩm. Còn lươn con thì sắp tới mình sẽ ra một cái clip nói về quy trình nuôi lươn con từ bột tới size 500 về cách cho ăn luôn. Các bạn nhớ theo dõi kênh các bạn. Rồi cái thứ ba mà để định kỳ của nó đó là cái xử lý nước. Thì cái xử lý nước này á, đa số là hộ nuôi sẽ là xài nước giếng. Thì nếu mà hộ nuôi mà không có cái mà máy đo về cái nồng độ nitrit với nồng độ amoni á, hai cái nồng độ đó rất là quan trọng các bạn. Nếu mình không đo được á, thì mình có thể sử dụng các cái men vi sinh hoặc là các cái thuốc để mà khử cái kim loại nặng cũng được. Thì thường thì các bạn nên sử dụng, nếu mà nước giếng á, thì nên xài thằng Etado để mà xử lý kim loại nặng nó ăn cái cho nó chắc.
Còn mà nếu lươn các bạn nuôi mà thay nước, ngày thay nước mấy lần thì mình nghĩ cái nồng độ amoni nó cũng không nhiều đâu. Nó cũng tùy cái cây nước. Xui lắm thì mới gặp ngay cây nước có nồng độ amoni hoặc NO2 nhiều hơn. Thì những cái trường hợp mà cái dấu hiệu mà để nhận biết được cái đó đó thì các bạn mà bị NO2 nhiều á thì lươn các bạn sẽ có tình trạng là nó bị đỏ đỏ mình rồi nó tấp vô nó bơi lờ đờ ở trên á, là cái đó ngoài khuẩn ra, nhiễm khuẩn ra thì còn có khả năng là bị nhiễm khí NO2 ha. Các bạn nên chú ý vấn đề đó. Rồi đó là ba cái quy trình, ba cái mà định kỳ hàng ngày mà mình bắt buộc phải làm đó các bạn. Thì mình xin nhắc lại, cái thứ nhất là các bạn phải bổ sung dinh dưỡng định kỳ cứ 4 ngày một trên một tuần, thì gồm có men vi sinh, men tiêu hóa, rồi giải độc gan. Rồi các bạn phải định kỳ xử lý nước, định kỳ xử xử lý sát khuẩn á, định kỳ sát khuẩn là cứ một tuần một lần. Rồi cái thứ ba là xử lý nước. Xử lý nước thì đối với lương thương phẩm thì không cần phải diệt khuẩn gì nhiều, các bạn chỉ cần kiểm soát tốt cái nồng độ nước thôi. Thì nói với nước giếng thì các bạn nên sử dụng Etodo á, cái thằng đó là để khử khử kim loại nặng rồi đó. Thì bên cạnh đó mình cũng nên kết hợp với thằng Yuka Vita C các bạn. Yuka Vita C có tác dụng là để ổn định cái nước các bạn, ổn định pH luôn, nó hay chỗ đó. Nên nếu mình kết hợp được hai thằng này thì cái nước nuôi mình nó ổn định lắm. Rồi xin chào các bạn, chúc các bạn có một cái vụ nuôi thành công ha. Các bạn thấy kênh này hay nhớ đăng ký kênh nha các bạn, nhớ bấm chuông để mình có ra những cái clip mới các bạn theo dõi kịp thời ha. Rồi xin chào các bạn.